Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Trương Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và hôm nay thì Khải trong cái server Hành Sơn mới này thì Bernardo cũng có một cái phần thưởng nho nhỏ cho anh em, đó là sau khi anh em ép một cái vũ khí mắt hoàn toàn ộp xấu dòng thì anh em sẽ nhận ngay phần quà đó là 5 triệu Việt Nam đồng đó. Và thấy cũng thích thú anh em ơi, Khải cũng bây giờ Khải sẽ test thử xem thử nhân phẩm mình có thể lấy được 5 triệu qua đời hay không nha. Ok, bây giờ chúng ta đỡ ép thì Khải sẽ trước mắt Khải sẽ lấy một cái foil tím trước. Nói chung ép mắt hoàn toàn như em, không biết cái điểm nào thì chúng ta sẽ nhận 5 triệu mắt xấu dòng luôn nha em. Hơi bị canh đấy. Trên group thì Khải có thấy nhiều, rất là nhiều anh em ép cũng được 4 dòng mắt, rồi đến dòng thứ 5 thì cũng mít, và nằm dòng mít rồi thì coi như bỏ rồi. Nói chung là rất là chua. Ok, được Khải test thử nhân phẩm thử đến đâu nha em, mà cứ được có được mắt hết 4 dòng rồi đến dòng thứ 5 hay không, hay là sẽ mắt hết 6 dòng đây. Ok, đã nhấn vô chế tạo chuẩn bị tím. Khải sẽ lấy một cái phôi phôi 6 dòng đúng chưa, vũ khí. Khải sẽ ép một cái nỏ đi, tại vì thấy cái nỏ nó rất là hot, rất là hot. Đâu vậy, phi đao, phi tiêu, tụ tiện. Ok, Khải sẽ lấy một cái nỏ, nó hoa kim nha, ép hoa kim nha. Đó, hoa kim cho nó chắc anh em. Rồi chọn vật phẩm thôi. Khải sẽ lấy hiện tinh F hiện tinh 10 này. Khải sẽ lấy ít hiện tinh 10 này, tại vì mình muốn hàng mắt thì chỉ có hiện tinh 10 thôi này, mà không có cái hiện tinh nào hơn được. Đá ẩn hiện nè. Ok, băng bóp bên này chọc rừng, cố gắng xem thử được xem thử cái nhân phẩm mình đến thứ mấy nha anh em. Băng bóp bên này không phải họ là bán nó, bán này mình chỉ cần hợp kim, là vì mình đang ép vũ khí hợp kim. Ôi rồi, quanh mất cái này rồi, phí ngu người chưa, phải nhân lại rồi. Đã ấn hiện bao nhiêu chặt rương nè, rồi chuẩn bị đâu đó chúng ta quất thôi. Rồi ok, sáu cục ấn một hiện một hiện ba, và ấn ấy hiện một hiện hai ba, ấn một ấn hai ấn ba hợp kim đó. Rồi hiện tinh bỏ ra, ép một cái sẽ tốn khoảng tầm 12 cục hiện tinh, thì trước hết đỡ sáu cục là rút đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm phôi, được hay hơi mấy cục hiện tinh này đang tìm phôi cho nó dở nè. Trước mắt chúng ta sẽ tìm phôi và hút từ đầu đến cuối. Không biết cái nhân phẩm đến đâu, nhưng mà cứ cố gắng nha anh em. Rồi phôi thì nằm ở trong lệnh bài tân thủ. Ok, nhận đồ xanh, vũ khí. Mà hiền như kiếm được một cái gì. Ôi, gì đâu ra mà ta, xong có nỏ ta. Ok, cái này mình hút thì cũng không cần đúng không, hút cái dòng thôi. Kim sát thương này. Rồi Khải sẽ hơi khúc dòng sát thương đầu tiên này, rồi đến sát thương vào điểm tiếp tục này, đến tốc độ đâu. Tốc độ đến kháng độc, không có tốc độ. Đây tốc độ đây, kháng độc xong đến sát thương phần trăm. Ok, cái rút trước này cho nó khỏi chật chỗ anh em. Rồi chúng ta sẽ lấy, chắc chắn với em rằng lấy sẽ phòng trọng 10 rồi. Sát thương này chủ yếu là lúc mà chúng ta đưa vào ép cái tím thì nó sẽ như thế nào thôi. Đó, Khải sẽ lấy dòng sát thương 100% đầu tiên, phẩm hiện tinh 10, 100% nó sẽ ra phòng trọng 10 rồi, không bao giờ sai được. Rồi video này Khải sẽ ép 3 cây vũ khí nha anh em. Khải sẽ ép 3 cây vũ khí xem thử như thế nào cho anh em test thử nha. Xem thử cái nhân phẩm của Khải ép 3 cây vũ khí thì nó có lên được theo ý muốn của mình không. Ông 1 này, ở một Khải sẽ là rút cái dòng sát thương 50, phẩm chất 10 mới xài nha anh em, phẩm chất 9 là vứt đi, muốn mắt chỉ phẩm chất 10. Ok, tiếp tục sẽ là dòng tốc 30 hiện 2 hiện tinh 10, chắc chắn là ra phẩm chất 10 rồi. Rồi tiếp tục sẽ là ẩn 2, ẩn 2 sẽ là dòng kháng độc,
Rồi hiện 3 sẽ là dòng ra là ẩn ba khai sẽ là cái dòng sát thương nội công, xin nội công 200. Tại vì theo trên group thì phải có dòng sát thương nội công 200 nữa thì mới đạt được 5 triệu như năm. Rồi ok, khai sẽ thêm một cái phôi sinh lực lục xanh. Theo như group thì phải một cái phôi sinh lực. Đây rồi. Ok. Đó, sinh lực dòng 3 mà nhầm. Đây. Rồi có sinh lực dòng 3 đây. Tết nhân phẩm xem đến đầu. Đây, sinh lực dòng 3 nha nè. Rồi, sau cái này chúng ta bắt đầu ép thôi. Cũng đã số cục rồi. Rồi 1, 2, 3, 4. Rồi, 6 cục. Khải sẽ nhận 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Cố gắng cái dòng sát thương đầu tiên 100% là đẹp mắt luôn nha anh em. Khải sẽ nhận 50 bình phục duyên. Khải sẽ cố gắng 50 bình phục duyên để cố gắng lấy cái dòng 100% luôn chuẩn luôn em. Hay 100 bình đi, 100 bình hơi căng nhỉ. 100 bình thì nhận hơi mỏi tay anh em. Thôi nhận 100 bình đi, đặt hai bên. Mình làm chất cứu nè. Chất cứu là đâu nhận được 5 cứu của Adder sao anh em. Nếu mà mít cây này đầu tiên, mít cái dòng sát thương một lý thì chắc làm tiếp cây khác anh em ơi. Làm gì làm phải đạt 100% của cái dòng sát thương một lý đầu tiên. Như nãy lúc nãy Khải có rút dòng sát thương lý đầu tiên, sát thương lý phần trăm đầu tiên, làm gì làm nó phải full 100% thì chúng ta mới có thể đi bước thứ hai, đó là dòng sát thương 50. Căng quá, nghĩ tới mình quá căng rồi nè, nghĩ tới quá chua chắc 5 triệu quá được, quá chua. Rồi xong, bây giờ Khải sẽ lấy ít thủy tinh Khải sẽ lấy một lần thôi bằng nhiều. Rồi, đó, phun thủy tinh vào. Rồi, wow. Dòng đầu tiên sát thương phần trăm, phẩm chất 10, hiện tinh 10, 100 bình phục duyên đại. Đó, phun thủy tinh, được chưa? Rất là đẹp mắt, anh em nhìn thấy đẹp mắt không? Ba tử ba lục. Đó. Ok, anh em nhìn sơ qua lại một lần nữa. Yo, cố gắng chăm chăm mới đi đẹp được tiếp bước thứ hai. Còn không này làm lại bước đầu tiên. Rồi, chỉ làm số rồi. Em thấy khổ không? Đó, nó phải giờ ăn đơn giản 5 triệu order anh em, chua quá. Rồi, tiếp tục. Giờ phải lấy lại cái phôi sát thương vật lý đầu tiên. Càng như giờ đã. Đây, có luôn. Kiểu này mà đi bóc cứ 50 bình phục, 100 bình phục duyên chắc mỗi người luôn anh em. Không biết cái lên này xịn mà mất. Rồi tiếp tục sẽ lấy cái dòng này ra. Chắc chắn sản phẩm chốc 10. Sát thương, rồi tiếp tục lại lấy một cái phôi kim tiếp. Rồi lần này ép cái đao đi. Ép cái đao đi anh em. Này, ép cái đao đi. Cái nỏ chưa hết mít rồi, tức rồi anh em. Trắng đời rồi ấy. Ép cái đao kim đi. Rồi. Tục sẽ lấy thủy tinh và đến phục duyên. Hồi phục duyên lần này 50 bình thôi anh em. 500 bình mỏi tay quá. Cố gắng 50 bình thôi. Ui cái gì vậy? Trời, là cái này chỗ trời.
2832. Rồi, ok. Vô. Ôi ơi, gì vậy? Trời ơi. Rồi, khám. Sẽ tiếp tục quay lại cái viên cái dòng sát thương 100%. Sát thương 100% thường như thế nào đây? Lần này sẽ là 3 tử và 4 lam. 50 phút duyên. Bỏ góc khác đi. Đó. Rồi. 100% chúng ta sẽ đi tiếp chặng đường thứ hai. Màu hồng thì lại vũ khí mới. 93% thôi, xong rồi. Nhân phẩm kiếm này chất luôn rồi anh em ơi. Toàn. Tiếp tục lại một cái nọ. Mới dòng đầu tiên thôi mà đã thấy rất là chua rồi anh em. Phôi sử dụng vũ khí tủ tiện thôi anh em, thấy không? Mới cái dòng đầu tiên không mà cho kiếm 100% hơi bị canh đó. Ok, được, Khải tu nhanh cái đoạn này rồi Khải sẽ đến giai đoạn ép cho anh em xem nha. Đợi chút. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục công đoạn ép. Đây, một hồi Khải cũng đã xong. Xong phôi này nọ này. Ok, bắt đầu ép tiếp. Này là cây thứ 3, vũ khí thứ 3 nha anh em. Đây là cây vũ khí thứ 3 rồi nha anh em. Không phải đơn giản 100% đâu anh em ơi. Cái này còn tùy vào nhân phẩm nữa, chua quá. Đây, Khải sẽ bỏ năm. Lần này Khải sẽ bỏ 16 phút riêng rồi. Phun tử. Phun tử và 25, 26. 25, 26. Trời, nó khắc người một tí nào. Phẩm chất 10 nè. Ok, vô. 100% sẽ tiếp tục bước thứ hai. Trời ơi, 91% ton. Rồi, tiếp tục cây khác này mời. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ quốc một lần hai cây vũ khí luôn nha anh em. Đó. Khải đã dành hai sảnh hai phôi rồi. Quốc hai phát liên tiếp thường như thế nào đây. Nãy giờ 3 phát mà phát lẻ thấy toàn system em ơi. Này rồi, Khải sẽ chuẩn bị 8 bình phúc duyên rồi, không còn nhiều rồi anh em ơi. Mỗi bên 8 bình này. Lúc nãy 50 xịt xuống lặn. Ok, bây giờ không cho nhiều, 8 bình thôi. Đó. Vô. Khảm, Khải sẽ chơi cái đao trước. Phẩm chất 10. Rồi, 4 phút duyên. Ây da, từ từ, lấy thị tinh. À, mời server rồi mà chưa có thằng nào anh cái vụ 5 triệu anh em thấy canh chưa? Đó, vụ 5 triệu đang rất là hot. Chưa ăn được luôn. Chua vãi thôi. Thì anh em cứ vào test thử nhân phẩm như thế nào thôi. Giờ bó tay nè mày. Không ép dọc nữa, giờ ép ngang. Ghét rồi, giờ ép thích ép ngang, không ép dọc nữa. Rồi, vô kèo. Chầm chầm qua cái khác coi. Qua cái dòng 2 coi. Đó, wow. Đã 100%. Rồi, ép tiếp cái nọ luôn rồi, như cũ rồi. Cây nọ như cũ luôn xem. Cây nọ như cũ luôn thử như thế nào đây. 8 bình, 3 dân tử trên. 2 lục 25. Nó đâu cái này 100% nữa sao ta? 100% nữa sao ta? Trời, 94. Nhân phẩm cả anh em ơi. Rồi, tiếp tục sẽ là dòng thứ hai. Dòng thứ hai Khải sẽ bỏ 16 phút duyên. Dòng đầu 8 bình đúng không? Dòng này 12. 16 chứ. Thôi dòng này 12 thôi. Theo cái logic là 8, 12, 16 đi anh em. Thì tin. Rồi. Vô. Dòng này mà 50 luôn là đẹp anh em. Cảm nạm. Đây. 50 luôn, chúng ta sẽ tiếp tục dòng thứ hai. Dòng thứ ba. Không được nữa thì bó tay. Sát thương lính ngoại công. Ok. Thì tin. Thì bó 12. 3 tử 2 lục 25. Đây, thấy chưa? Nhìn nha. 50% chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ ba. Đó là dòng tốc độ. Tốc độ thì 30 khả thái nó đơn giản thôi. Chủ yếu khó dòng này nè. Khó nhất dòng này nè. Lên. Oh,
Wow, rồi xong rồi, ngon rồi anh em ơi, nhân phẩm quá ngon em ơi. Ok, tiếp tục Khải sẽ dùng tốc độ, Khải sẽ Oppo lên là 16 phút duyên. Quá đẹp em ơi, quá chất. 16 phút duyên, rồi. Ba tử thị tinh. Rồi, chế tạo. Quay, trời ơi, quá chất em ơi. Từ từ ha, khoen cái này anh em. Lấy 5 triệu của Adder nè. Rồi, tiếp tục. Chế tạo, dòng tốc 30. Thôi 10 khải tốc độ xuất chiêu, ok. Phẩm chất 10 bằng lẽ xịn anh em. Chúng ta double thì phục viên là 16. 3 tử nè, 2 lục 25 nè. Đó, anh em nhìn sơ qua nha. Đó, này là được 1 phần 3 của 5 triệu rồi đấy. Phẩm chất 10, thủ tính 10. 3 lục 3 tử, 2 lục 25, 16 phút duyên. Nếu mà cái này lên là khúc phát sâu, Tạ Khải sẽ đỡ 20 phút duyên. Đó, ai xa xa. Tiếp tục. Lái 5 triệu qua đơ. Rồi, quá chắc anh em ơi. Rồi, Khải sẽ giờ về ba lần. Một mình may mắn các kiểu pha này phải mua may mắn nóc anh em ơi. Hơi sâu rồi hết rồi. Pha này phải nút may mắn thì mới lên được nè em. May mắn rồi. Ok. Rồi. Lấy 5 triệu qua đơn này. Rồi, tiếp tục lần này Khải sẽ là 20 phút duyên. 3 lần lên rồi. 1 2 sẽ 30 phút duyên. Đâu, 20 phút duyên chứ. Lần này sẽ là 20 phút duyên. Rồi, 3 tử, 25, 26. Bắt đầu chế tạo. Khảm nạm, đây sẽ là dòng kháng độc. Ai xa, dòng kháng độc Khải thấy chắc cũng đơn giản thôi nè em ơi. Cố gắng lên phần dòng gián động nè. Kháng độc sẽ mát 25 nha anh em. Cố gắng mát 25 là chuẩn nha anh em. Chuẩn mê nha anh em. Đó, đó là dòng kháng độc nha anh em. Lên 25 nữa là 4 nhát, đúng chưa? Ném lên 25 nữa là 4 nhát. Rồi. Ôi cha, quá chất anh em ơi. Rồi, khuyên cái coi. Lấy 5 triệu của Adder. 4 dòng rồi anh em. Đó. 4 dòng rồi nha anh em. Lấy 5 triệu qua đơ. Rồi, cố gắng nha em ơi. Rồi, ok. Rồi, ép phát cuối rồi. Phát này sinh lực 200 nó chắc như nước cốc luôn nha em. Rồi, dìa thùng trang. Rồi, sinh lực 200.
mới được à, chất cũ rồi. Nó mới được à, chất cũ rồi. Ok, sinh lực 200. Dòng sinh lực 200 được rồi, Khải sẽ chuẩn bị 24 bình phục duyên. 24 bình phục duyên. Anh em đang xem video này, đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha anh em ơi. À, vào ngày mai, vào ngày mai 19 giờ ngày 6 tháng 3 chúng ta chính thức open server Hành Sơn nha anh em ơi. Server Hành Sơn thì những thông tin ở bên trên Khải có thì anh em cũng biết, thì server chúng ta sẽ lock được 5 app và chúng ta sẽ hoạt động 3 app nha anh em. 3 app trên một hoạt động các kiểu nha anh em. Là chúng ta chơi 24. Rồi. Thì tin. Khám nạm. Hiện tin 10. Dòng này là dòng sinh lực đúng không? Sinh lực. Rồi phục duyên 24. Ba tử. 2 lục 25. Vô nè. Trời ơi, xịt rồi. Trời, xịt anh em ơi. Xịt rồi. Xịt rồi, ok. Xịt rồi anh em ơi. Sinh lực 90 là xịt rồi. 190 là xịt rồi. 200 mới đẹp nè. Trời ơi. Xịt rồi. Nhưng mà nó vẫn hơn cái đào của mình anh em. Rồi. Nhưng mà xịt nhưng mà vẫn ép anh em. Hơn cái đào mình thì mình xong mình sẽ đỏ bỏ vào cái nọ cái của mình luôn. Ok. Pha cuối này Khai sẽ đỡ là 30 phục duyên. Ba mươi phụ duyên. Ba hai chứ. Ok, 32 phụ duyên. Thì tin. Rồi. Khám. 24. Đăng lý 28 thôi mà Khải đúc cái pha này lên 32 nè. Mình chơi cái low risk giờ đó nè. Rồi, ba tử. 2 lục 25. Nhân tinh. Sát thương lấy, trời cái này mà sát thương lấy 200 nữa thôi, bó tay luôn nè. Trời, 197. Ok, mang đẹp là được rồi. Đẹp hơn cái cũ. Mấy cái này lên được bao nhiêu lượt tay? Ôi, mấy chục lượt tay rồi, ok. Rồi, ok, bây giờ thì clip của Khải sẽ tạm dừng từ đây. Và cảm ơn anh em đã theo dõi lấy video này. Và anh em muốn test thì anh em có thể vào cái anh em test cho vui anh em. Và bây giờ thì Khải, bye bye anh em. Và chúc anh em xem video vui vẻ. Và đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ, ủng hộ video này giúp Khải anh em ơi. Và Khải sẽ cố gắng ra những video ép đồ này nọ cho anh em xem cho vui nha. Ok, bye bye mọi người.